Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự quốc phòng tối ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. B-52 xuất hiện kèm vũ khí siêu thanh AGM-183A, Nga phát hoảng. Không quân Mỹ lần đầu tiên công bố hình ảnh máy bay ném bom chiến lược B-52 mang nguyên mẫu vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không AGM-183A, vũ khí siêu thanh của không quân Mỹ. Theo các phương tiện truyền thông, phiên bản chỉ có duy nhất bộ cảm biến của nguyên mẫu tên lửa siêu thanh AGM-183A đã được B-52 mang theo trong các cuộc bay thử thu thập dữ liệu môi trường tại căn cứ không quân Edwards, California. Nguyên mẫu không mang chất nổ và cũng không được phóng đi từ máy bay B-52 trong quá trình thử nghiệm. Nó thực ra như một mô hình chỉ có phần cảm biến mang trên máy bay phục vụ thu thập dữ liệu, phục vụ quá trình phát triển hệ thống vũ khí mới. Các nguồn tin cho hay dự kiến AGM-183A có khả năng sớm đi vào hoạt động trong năm 2022. Dẫu vậy, tới giờ người ta vẫn chưa được biết về tham số kỹ thuật của AGM-183A. Hình dạng AGM-183A nhìn ngoài giống với một quả tên lửa đạn đạo mặt đất hơn là tên lửa phóng từ trên không khi nó không có cánh trên thân mà chỉ có cánh đuôi. Thực ra đây là thiết kế chung của vũ khí siêu thanh hiện nay. AGM-183A như một nỗ lực đáp trả vũ khí siêu thanh KH-47M2 Kinzo của Nga. Có thể nói trong lĩnh vực này, Nga đang đi sau về trước. KH-47M2 đã bước vào giai đoạn thử nghiệm hoàn chỉnh với đầy đủ tham số kỹ thuật. AGM-183A có khả năng sẽ chỉ được tích hợp trên các máy bay cỡ lớn như B-52, B-1B Lancer và B-2A Spirit.